Ngay từ những ngày đầu năm mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác Bộ Công Thương đã đến kiểm tra thực địa tại hai dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và Đạm Ninh Bình. Tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2, dự án được xếp vào một trong 12 dự án thua lỗ, tuy nhiên ngay trong những ngày đầu xuân này đã có những dấu mốc đáng ghi nhận. Theo đó, dự kiến mốc đốt dầu lần đầu vào ngày 23 tháng 2, sớm 19 ngày, hòa lưới điện ngày 19 tháng 5 và sẽ phấn đấu sớm hơn. Mốc đốt than vào ngày 16 tháng 6 và ngày 30 tháng 1 chạy dầu tổ máy 2, tới 31 tháng 12 năm 2022 phát điện thương mại. Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí, đến nay, tập đoàn đã hoàn thành bộ máy quản lý và kiện toàn nhân sự cho ban quản lý dự án và ban quản lý tổng thầu. Về tài chính đều đáp ứng đủ và kịp thời đúng thời gian giải ngân cho dự án, công tác an ninh an toàn và môi trường được bảo đảm, công tác chuẩn bị cho việc đốt lửa lần đầu đã hoàn thiện. Sau khi nghe các cục, vụ chuyên môn của Bộ Công Thương góp ý, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng đến thời điểm này, dự án đã gần hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động, mặc dù còn một số vướng mắc khó khăn. Vì vậy đề nghị tỉnh Thái Bình có sự chỉ đạo hỗ trợ để dự án đi vào hoạt động, đặc biệt là hỗ trợ cấp phép phòng cháy chữa cháy, tăng cường bảo đảm an ninh, hỗ trợ dự án nhà ở cho công nhân. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên khi đã phấn đấu hoàn thành 83,2% dự án với các mốc tiến độ đặt ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí cần cấp vốn đúng tiến độ để dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý một số vấn đề. Đề nghị là đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và với tư cách là cơ quan quản lý của dự án đồng thời chủ dự án thì các đồng chí phải tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cấp vốn cho cái dự án này, bởi vì như đã nói là vốn thì không sử dụng vốn vay được nữa mà là vốn tự có của PVN. Thì bây giờ cái vốn mà công ty đã cấp trong thời gian vừa rồi ấy là rất là đúng, rất tốt rồi. Như công ty nói là tất cả những cái khoản mà chi phí trong cái khoản vừa qua của ban quản lý dự án cũng như là của tổng thầu thì công ty được thanh toán kịp thời đầy đủ. Tuy nhiên tôi được biết là cũng còn không ít những cái khoản thuộc cái nghĩa vụ trách nhiệm thanh toán của tổng thầu đối với các nhà thầu thì cũng cần phải giải quyết. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo cho tổng thầu cũng như các cái đơn vị nhà thầu là phải lên tiến độ một cách rất là chặt chẽ để bảo đảm tất cả những gì mà chúng ta đã đặt ra là phải thực hiện cho được. Vấn đề thứ ba là vì các cái máy móc thiết bị của chúng ta đã nhập về từ lâu, có những máy thì chúng ta đã lắp lên hệ thống cũng từ lâu, cho nên cái việc là bảo trì, bảo dưỡng là hết sức cần thiết. Vấn đề thứ tư là trong quá trình mà thực hiện cái dự án này thì công chí phải triển khai và để thực hiện các cái công tác bảo đảm an ninh an toàn một cách tuyệt đối. Cái việc thứ năm là cái việc tiếp tục phải mua sắm những cái thiết bị linh kiện để làm sao nó bảo đảm cho cái hoạt động này, cho cái dự án này hoạt động một cách bình thường. Thì như công chí báo cáo là vẫn còn khoảng 3-4% nữa là các linh kiện thiết bị phải mua. Thì cái thủ tục mua sắm thế nào, dứt khoát phải đúng với quy định. Vì dù là doanh nghiệp thì mình cũng phải làm đúng quy định. Doanh nghiệp nhà nước mà, để sử dụng đồng tiền nhà nước thì càng phải như vậy. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ của dự án Đạm Ninh Bình. Đây cũng là một trong 12 dự án thua lỗ. Tuy nhiên ngay trong kỳ nghỉ Tết, nhưng những công nhân vẫn hăng say làm việc. Được biết, ngay tháng 1 năm 2022, nhà máy đã tiêu thụ được 45.000 tấn ure, doanh thu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 200 tỷ đồng. Dự kiến năm 2022, doanh thu đạt 420.000 tỷ đồng. Để có thể đảm bảo hoạt động thông suốt, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất đề xuất, Bộ Công Thương hỗ trợ nguồn cung than để đảm bảo sản xuất cho hai nhà máy Đạm Hà Bắc và Ninh Bình, xem xét kiến nghị một số giải pháp để tạo sự cạnh tranh công bằng cho ngành sản xuất phân bón trong nước. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nhà máy Đạm Ninh Bình khi từng là một trong 12 đại dự án thua lỗ, nhưng từ tháng 7 năm 2021 đã bắt đầu sản xuất có lãi, chăm lo ổn định cuộc sống cho người lao động. Bộ trưởng cũng đồng tình với những kiến nghị và đề xuất của tập đoàn, giao cho các cục vụ chức năng thuộc bộ hỗ trợ tối đa cho các nhà máy của tập đoàn ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng giao Cục Hóa chất cần có những giải pháp đề xuất để bảo vệ sản xuất cho ngành hóa chất cạnh tranh công bằng. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu tập đoàn và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình một số vấn đề. Thứ nhất ấy, là phải bằng mọi cách sớm đàm phán với này Hoàng Cầu và cái đơn vị APC đây là phải thanh lý được cái hợp đồng với ông. Bây giờ mà không thanh lý được cái hợp đồng APC với Hoàng Cầu thì không có cơ sở để chúng ta quyết toán dự án này. Mà không có cơ sở quyết toán dự án thì cũng không có cơ sở để chúng ta tiến hành những cái bước cải cách như các đồng chí mong muốn. Thứ hai nữa là hiện nay thì chúng ta đang sửa cái luật hóa chất. Đấy. Đồng thời chúng ta đang nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành những cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển công nghiệp hóa chất nói chung, trong đó có cái hóa chất là phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thì
Thì ở đây liên quan đến hàng loạt các cái dự án điện đạm của tập đoàn, chứ không phải chỉ có nhà máy này. Thì tôi đề nghị là các ông chí sẽ phải phối hợp rất là chặt chẽ, tham mưu phối hợp với các cơ quan thuộc bộ, đặc biệt là Cục Hóa chất, rồi Cục Công nghiệp, các cục vụ có liên quan, để chúng ta nghiên cứu và tham gia xây dựng, sửa đổi cái luật hóa chất, làm sao nó tạo một cái hành lang thông thoáng, bảo đảm cái sức cạnh tranh nó phải công bằng. Việc thứ ba nữa là nắm bắt cái diễn biến thị trường và đưa ra chiến lược sản xuất kinh doanh, rồi là tìm kiếm thị trường thì nó tốt. Vấn đề thứ tư là cùng với cái việc là phát triển thị trường thì phải củng cố về thương hiệu. Cái cuối cùng là tôi đồng chí là tiếp tục có cái kế hoạch đào tạo nhân lực, nhất là cái nhân lực chất lượng cao, để làm sao chúng ta duy trì được cái hoạt động một cách ổn định trong thời gian tới.